Xin chào quý khách. Hôm nay tôi xin hướng dẫn quý khách sử dụng chức năng quản lý cái phiếu trả hàng lại cho nhà cung cấp. Trước tiên chúng ta đăng nhập vào hệ thống. Thì chúng ta vào cái phần xuất kho, chúng ta vào cái phần là trả hàng lại cho nhà cung cấp. Chúng ta bấm vào cái menu này. Thì đây là cái màn hình chính của cái chức năng là quản lý trả hàng lại cho nhà cung cấp. Thì tôi xin giải thích ý nghĩa của cái chức năng này. Nghĩa là khi chúng ta nhập kho, khi chúng ta mua hàng từ nhà cung cấp á, là trong cái phần nhập kho của chúng ta, nhập kho á, chúng ta giả sử chúng ta mua quá nhiều, chúng ta mua nhiều quá mà chúng ta có thể là dùng không hết, thì chúng ta nếu mà nhà cung cấp đồng ý thì chúng ta trả lại cho nhà cung cấp. Hoặc là có thể trong trường hợp mà nhà cung cấp chúng ta đặt mua số lượng ít mà nhà cung cấp đưa dư chúng ta thì chúng ta trả lại hay như thế nào đó. Thì để lập một cái phiếu trả hàng lại nhà cung cấp á, thì chúng ta bấm vào nút thêm mới. Thì đây là cái màn hình để chúng ta lập cái phiếu trả lại cho hàng hóa lại cho nhà cung cấp. Thì thứ nhất á, là cái số phiếu trả là tự động phát sinh. Cái phần ghi chú là chúng ta sẽ nhập vô những cái ghi chú gì, cái lý do, có thể là cái lý do để chúng ta trả lại. Cái phiếu nhập, cái phiếu nhập chính là cái số phiếu mà nhập kho của chúng ta. Thì ở đây chúng ta phải biết được cái số phiếu nhập kho của chúng ta thì chúng ta mới có thể trả lại được. Thì giả sử chúng ta nhập vào một cái số phiếu nào đó, chúng ta bấm nút kiểm tra, thì chương trình nó sẽ báo là không có dữ liệu, nghĩa là cái phiếu này nó không có. Thì trong trường hợp đó chúng ta qua, bây giờ chúng ta qua bên cái phần nhập kho, chúng ta nhập lại thử. Chả thử là cái số phiếu chính là cái phần cái số phiếu tham khảo ở đây, chứ không phải là cái số phiếu này nha quý khách, đủ ý giùm. Cái số phiếu chính là cái số phiếu tham khảo này ở đây. Giả sử như là số 7, chúng ta qua bên phần chúng ta làm nhập lại là số 7. Chúng ta nhập vào số 7. Chúng ta bấm nút kiểm tra. Đó, thì chương trình nó sẽ không báo, có nghĩa là nó có tồn tại. Và lúc đó thì trong cái phần chi tiết này nè, mã hóa nó sẽ tự động hiển thị cho chúng ta là những cái mã hàng hóa nào chúng ta đã nhập vào. Đây nó là có hai cái hàng hóa, thì chúng ta chọn một cái mã hàng hóa chúng ta muốn trả lại, sau đó chúng ta nhập vào cái số lượng chúng ta trả, giả sử như một, rồi chúng ta bấm nút thêm vào. Đó. Thì ở dưới đây nó sẽ hiện ra cái hàng hóa chúng ta vừa thêm vào. Đó. Cái mã hàng hóa là BK01, cái tên hàng hóa là cái gì, cái model, vân vân. Thì trong trường hợp mà cái số lượng này chúng ta, nếu mà chúng ta nhập cái số lượng này mà nó lớn hơn, nó quá nhiều so với cái số lượng mà chúng ta đã nhập về á, thì chúng ta bấm thêm thì chương trình nó sẽ báo lỗi. Đó. Giả sử chúng ta nhập thêm một cái số lượng là 2 nữa đi, chúng ta bấm thêm vào thì cái số lượng ở đây tự động nó cập nhật lên là 3 cho chúng ta. Thì sau khi chúng ta thêm vào hết, chúng ta bấm nút lưu để lưu cái này lại. Chúng ta bấm nút lưu thì chúng ta có thể là bấm nút in phiếu để in cái này ra. Nếu chúng ta không bấm nút in phiếu, chúng ta bấm nút đóng để chúng ta trở về cái màn hình chính. Thì đây là một cái phiếu mà chúng ta vừa lập, cái phiếu trả hàng này cho nhà cung cấp. Đó. Ở trên đây là cái thông tin để chúng ta tìm kiếm, có thể là tìm theo số phiếu hoặc theo một cái khoảng thời gian từ ngày đến ngày nào đó. Để xem lại cái chi tiết của cái phiếu này, chúng ta bấm vào cái nút bầu cái số phiếu này, bấm vào đây. Thì đó, nó sẽ hiển thị ra cho chúng ta xem lại cái thông tin. Thì tôi xin kết thúc cái phần trình bày của mình ở đây. Cảm ơn quý khách đã theo dõi.